Mến chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đào Thị Thủy Trung, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Rất vui được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em về mệnh đề quan hệ hay còn gọi là mệnh đề phụ tính ngữ với các nội dung như giới thiệu mệnh đề phụ tính ngữ, các loại mệnh đề phụ tính ngữ và một số bài tập mệnh đề phụ tính ngữ. Các em ạ, mệnh đề quan hệ hay còn gọi là mệnh đề phụ tính ngữ, đương nhiên mệnh đề phụ thì sẽ không phải là mệnh đề chính trong câu. Tính ngữ tức là nó bổ sung về tính chất cho cụm danh từ hoặc là danh từ phía trước nó. Và mệnh đề phụ tính ngữ này bao giờ cũng bắt đầu bởi một đại từ quan hệ và nó đứng sát cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Các em nhớ nhá. Các em quan sát ví dụ sau đây. COVID-19 is spreading across the world. It was first encountered in China. Các em quan sát ví dụ, chúng ta thấy COVID-19 và it có quan hệ với nhau. Do vậy, cô đã dùng mệnh đề quan hệ để nối câu. COVID-19, which was first encountered in China, is spreading across the world. Chúng ta quan sát ví dụ thứ hai nhé. The travelers have had exposure to the confirmed case of COVID-19. They should self-isolate for a period of 14 days. Những khách du lịch mà có phơi nhiễm với những trường hợp mắc bệnh dịch COVID-19 thì họ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày. Vậy chúng ta quan sát, chúng ta có travelers và they có quan hệ với nhau. Vậy cô dùng mệnh đề phụ để nối câu. Em quan sát nhé. The travelers who have had exposure to a confirmed case of COVID-19 should self-isolate for a period of 14 days. Em quan sát hai mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ ở ví dụ thứ nhất bắt đầu bằng đại từ quan hệ which và nó đứng sát với từ COVID-19 để bổ nghĩa cho nó. Mệnh đề phụ thứ hai bắt đầu bởi đại từ quan hệ who và nó đứng sát với từ travelers để bổ nghĩa cho nó. Các em nhớ nhé. Ok. Và trong tiếng Anh các em ạ, có hai loại mệnh đề quan hệ mà khi làm bài thi các em rất hay nhầm. Loại mệnh đề thứ nhất đó là mệnh đề phụ dùng để xác định. Và loại thứ hai đó là mệnh đề phụ không dùng để xác định. Một số sách thì gọi là mệnh đề giới hạn hay là mệnh đề hạn định. Hay là mệnh đề không dùng để hạn định. Nhưng cô dùng là mệnh đề dùng để xác định. Chúng ta quan tâm đến ví dụ 1 nhé. The woman who is the shortest is my teacher. Các em xác định cho cô mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ bắt đầu bằng đại từ quan hệ who is the shortest. Vậy chúng ta đọc mệnh đề chính. The woman is my teacher. Nếu nguyên mệnh đề chính chúng ta không biết cô giáo mình đâu. Nhiều phụ nữ thế kia, ai là cô giáo mình? May quá, có mệnh đề dùng để xác định đó là who is the shortest. Vậy tôi cứ chọn ai là người thấp nhất, chính là cô giáo tôi. Vậy cái mệnh đề đó dùng để xác định the woman. Em hiểu chưa? Chúng ta quan tâm đến ví dụ thứ hai. Miss Chung, who is the shortest is my teacher. Mệnh đề phụ đâu? Who is the shortest? Mệnh đề chính đâu? Miss Chung is my teacher. Bây giờ cô đọc nguyên mệnh đề chính này. Miss Chung is my teacher. Cả lớp có hiểu không? Ok, vậy đã xác định rồi, tôi đâu có cần mệnh đề phụ who is the shortest nữa. Mà tôi không cần nó, tôi vẫn hiểu được mệnh đề chính. Vậy who is the shortest chính là mệnh đề không dùng để xác định. Bây giờ các em đã phân biệt là mệnh đề dùng để xác định và mệnh đề không dùng để xác định chưa? Mệnh đề dùng để xác định, chúng ta cung cấp thông tin quan trọng và dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Còn mệnh đề phụ không dùng để xác định, chỉ cung cấp thông tin bổ sung thôi, tôi không cần nó để xác định danh từ phía trước. Vâng, và các em quan tâm đến hình thức của mệnh đề. Bởi vì mệnh đề phụ dùng để xác định, quan trọng không thể bỏ đi được, cho nên là không có dấu phẩy giữa hai mệnh đề. Nhưng vì mệnh đề phụ không dùng để xác định, không quan trọng có thể bỏ đi được, cho nên được tách biệt bởi mệnh đề chính bởi dấu phẩy. Và các em nhìn ví dụ 1 và ví dụ 2. Ở ví dụ 1 bên cạnh đại từ quan hệ who, cô còn dùng đại từ quan hệ that. Ok, nhưng ở mệnh đề phụ không xác định, cô chỉ dùng who được thôi. Do vậy mà that không dùng ở mệnh đề không xác định. Các em nhớ nhé. Sau đây cô sẽ trình bày với các em một số đại từ quan hệ. Ok, em quan sát nhé. Với danh từ chỉ người các em ạ, đại từ quan hệ chủ ngữ chúng ta dùng who, that. Cô có ví dụ đó là this is the man who hoặc là that loves me. Trong mệnh đề who loves me thì who đóng vai trò là chủ ngữ, còn me đóng vai trò là tân ngữ. Nhưng đến khi who, that, whom làm tân ngữ chỉ người các em ạ. Ví dụ nhá, this is a man whom I love or who I love thì chủ ngữ bây giờ là ai và tân ngữ là whom hoặc là who. Ok, hoặc là that. Đến loại đại từ thứ ba đó là whose, dùng cho
danh từ sở hữu. This is the man whose son I love. Đại từ quan hệ mà chỉ vật thì sao? Đó là có chủ ngữ, chúng ta sẽ dùng which, that. Em quan sát ví dụ. This is a dog which loves me. Ok, như vậy trong mệnh đề quan hệ which loves me thì which đóng vai trò là chủ ngữ. Vâng, đối với đại từ quan hệ đóng vai trò làm tân ngữ cũng dùng which và that. Chúng ta quan sát ví dụ. This is a dog which hoặc là that I love. Vậy chủ ngữ bây giờ là I thì which và that đóng vai trò làm tân ngữ. Và tiếp theo đó là whose, chúng ta cũng dùng để làm đại từ quan hệ sở hữu. Bên cạnh là dùng who, chúng ta còn dùng danh từ cộng với of, chúng ta dùng of which. Ví dụ nhé, this is a dog whose tail or the tail of which is long. Các em hiểu về đại từ quan hệ với người, đại từ quan hệ với vật hoặc là sự vật chưa? Chúng ta lưu ý về vị trí của đại từ. Nếu như đại từ quan hệ mà làm chủ ngữ thì luôn đứng trước động từ. Em quan sát này, which loves me phải đứng trước động từ loves. Nhưng nếu tân ngữ thì đứng trước chủ ngữ và động từ. Em nhìn ví dụ nhé, which hoặc that I love. Như vậy which và that đứng trước chủ ngữ và động từ. Ok, còn đối với đại từ quan hệ sở hữu thì luôn đứng sau danh từ. Em quan sát nhé, the dog whose tail. Chúng ta lưu ý một số nội dung sau. Thứ nhất đó là đại từ quan hệ với that. That có những trường hợp bắt buộc phải dùng, nhưng cũng có những trường hợp không được dùng. Chúng ta đến với nội dung là bắt buộc trường hợp dùng với that. Đó là nếu như chỉ người thì chúng ta dùng who, chỉ vật chúng ta dùng which. Nhưng với những cụm danh từ mà vừa người vừa vật thì sao? Ví dụ, he told me the places and people that he had seen there. Như vậy, danh từ vừa là the places and people. Vậy dùng gì đây? Chúng ta buộc phải dùng that. Trường hợp thứ hai, đó là sau những đại từ bất định như là something, anyone, nobody thì chúng ta cũng phải dùng that. Em quan sát ví dụ thứ hai, I will tell you something that is very interesting. Còn trong cụm từ so sánh hơn nhất, chúng ta cũng dùng that. Hoặc là có những cái cụm từ như là only, first, very thì chúng ta cũng dùng đại từ quan hệ là that. Chúng ta quan sát ví dụ 3, this is the most beautiful dress that I have had. Get it? Ok, các em nhớ 3 trường hợp bắt buộc phải dùng that. Đại từ quan hệ bắt buộc phải là that. Còn 2 trường hợp tiếp theo cô chia sẻ, đó là chúng ta tuyệt đối không được dùng that. Đó là trong mệnh đề không xác định. Mà ở vài phút trước cô đã nói với các em, mệnh đề không dùng để xác định thì phía trước thường là một danh từ, cho nên là sẽ không dùng that. Ví dụ nhé, Mr. Brown that we study English with is a very nice teacher. Mr. Brown là danh từ riêng và sau đó là một mệnh đề không dùng để xác định thì tuyệt đối không có that. Và cô vẫn nhắc học sinh rằng cái mẹo ấy là dấu phẩy thì không đi với that, chân cứ dấu phẩy thì sẽ không có that bên cạnh trong mệnh đề phụ tính ngữ, các em nhớ nhé. Tiếp theo đó là nếu phía trước mà là giới từ thì chúng ta cũng không dùng that. Các em quan sát ví dụ thứ hai nhé, the house in that I was born for sale. Như vậy là ở đây có that thay cho the house nhưng chúng ta không dùng in. Em nhớ 2 trường hợp không dùng that và 3 trường hợp bắt buộc phải dùng that. Tiếp theo đó là khi nào thì chúng ta lược bỏ được đại từ quan hệ. Chúng ta quan sát ví dụ số 1, the man who or whom that I love is a handsome. Đại từ quan hệ bắt đầu từ who or whom or that I love is handsome. Vậy thì ở đây who, whom, that là chủ ngữ hay là tân ngữ trong câu nhỉ? Chủ ngữ là ai, do vậy ở đây đại từ quan hệ là tân ngữ. Vậy cô có thể lược như sau, the man I love is handsome. Vậy kèm lưu ý, khi nào được lược bỏ đại từ quan hệ? Đó là khi đại từ quan hệ đó đóng vai trò làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ, em nhớ nhé. Vâng, chờ tiếp theo, ví dụ 2, the man who loves me or that loves me is handsome. Mệnh đề quan hệ bắt đầu từ who or that loves me. Who và that đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu, do vậy mà ở đây không lược bỏ được. Cho nên chúng ta lưu ý, chỉ lược bỏ được đại từ quan hệ khi đại từ quan hệ làm tân ngữ trong câu, còn không lược bỏ đại từ quan hệ khi chúng làm chủ ngữ trong câu, em nhớ nhé. Tiếp theo đó, một nội dung vô cùng quan trọng nữa liên quan đến mệnh đề quan hệ, đó là cách rút gọn mệnh đề quan hệ. Ở phần trước là cô dạy khi lược bỏ đại từ quan hệ, còn bây giờ là cách rút gọn mệnh đề quan hệ. Em quan sát ở trên bảng có 3 cách rút gọn mệnh đề quan hệ. Chúng ta quan sát ví dụ số 1 nhé. The road which joins the two villages is narrow. Em nhìn cho cô xem mệnh đề quan hệ đâu? Đó chính là which joins the two villages.
Em quan sát cho cô động từ chính, đó là joys. Động từ joy dùng ở thể gì? Thể chủ động. Vậy, cô rút gọn như sau. The road joining the two villages is narrow. Vậy, đầu tiên khi làm bài rút gọn mệnh đề phụ tính ngữ, chúng ta phải xác định xem mệnh đề quan hệ đâu. Động từ là chủ động thì chúng ta sẽ dùng verb ing hay còn gọi là động từ phân từ 1. Chúng ta quan sát ví dụ 2 nhé. The road which was built last year is narrow. Lại xác định cho cô thêm mệnh đề quan hệ đâu. Đó là which was built. Động từ đâu? Was built. Thể bị động. Vậy hãy nhìn cô rút gọn nhé. The road built last year is narrow. Cô không dùng verb ing nữa mà cô phải dùng động từ để ở phân từ 2. Built. Như vậy, chúng ta dùng động từ phân từ 2 để rút gọn mệnh đề bị động. Ok? Trường hợp thứ 3, chúng ta quan sát ví dụ nhé. He was the first man who took me to the zoo. Mệnh đề quan hệ đâu? He took me to the zoo. Chúng ta quan tâm đến động từ, đó là động từ took. Nếu như cô không dạy, thì chúng ta ngay lập tức lại dùng verb ing. Bởi vì chúng ta nhận thấy took chia ở chủ động mà. Nhưng các em ạ, các em chú ý đến từ trước man, chúng ta có the first. The first. Vậy lưu ý trong tiếng Anh, nếu như mệnh đề quan hệ ở chủ động, nhưng trước danh từ lại có các từ như là the first, the second, the third, những cái từ mà chỉ thứ tự các em ạ, hoặc là the last, the next, the only, thì chúng ta lại không dùng verb ing mà chúng ta dùng to verb. Do vậy mà các em quan sát, ở ví dụ 3, cô dựa đã dùng là he was the first man to take me to the zoo. Get it? Ok, thank you. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em một số nội dung liên quan đến mệnh đề quan hệ. Và trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì thường ra các dạng bài như là chọn từ để hoàn thành câu này có liên quan đến mệnh đề quan hệ này, hoặc là chữa lỗi sai có liên quan đến mệnh đề quan hệ, hoặc là chọn câu đúng có câu đồng nghĩa có liên quan đến mệnh đề quan hệ. Và cô cũng chuẩn bị một số bài tập để các em thực hành. Chúng ta hãy chọn đáp án để điền vào chỗ. The woman has been arrested living in an apartment. Chúng ta có đáp án A đó là that, B đó là which, C đó là whom và D đó là whose. Vậy chúng ta xác định vị trí cần điền đó là chủ ngữ hay là tân ngữ. Đó là chủ ngữ vì chúng ta thấy có has been là động từ. Vâng, và chủ ngữ đó lại thay thế cho danh từ chỉ người hay chỉ vật đi các em. The woman, phụ nữ mà, cho nên là chỉ người. Vậy đáp án ở đây chắc chắn đó là đáp án A. Ok. Dạng bài thứ hai đó là sửa lỗi sai. Cô có ví dụ sau. My teacher that helps us improve our skill in our study and life is very adorable. Chúng ta xem từng lựa chọn nhé. Nếu như D, adorable, hoàn toàn đúng. Thế còn in, ok, bởi vì trong lĩnh vực gì, không vấn đề gì. Đáp án B, improve, chúng ta có cấu trúc help somebody do something, không vấn đề gì. Vậy vấn đề nằm ở đáp án A. Cô vừa dạy xong, đối với mệnh đề phụ không dùng để xác định thì chúng ta tuyệt đối không dùng đại từ quan hệ that. Do vậy đáp án A là đáp án cần phải sửa. Ở đây chúng ta đổi thành who. Ok. Dạng bài tiếp theo đó là dạng bài chọn câu có nghĩa tương tự. Chúng ta quan sát nhé. The church is over 500 years old. Our class visited it last summer. Ok. Ở option A các em quan sát nhé. Đã sử dụng được mệnh đề quan hệ, nhưng đã sử dụng which, vẫn dùng it, vậy không được rồi. Đáp án B, đã sử dụng được mệnh đề quan hệ có that, nhưng vẫn có it em ạ. Vậy bây giờ đã tiếp tục đến đáp án C. Ok, có vẻ ổn, chúng ta xét tiếp đáp án D nhé. Ở đây có động từ visit, lại chia thời hiện tại, mà câu gốc của chúng ta lại phải là thời quá khứ. Như vậy đáp án C chính là đáp án chính xác. Ok. Và sau đây là một số bài từ đề thi trung học phổ thông quốc gia để các em làm quen nhé. Câu đầu tiên, đó là cô trích từ đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. The receptionist answered the phone, told me that the director was out. Chúng ta cần phải điền ở đây đó là đại từ quan hệ trong mệnh đề phụ tính ngữ. Vậy chúng ta lại quan tâm xem là đại từ đó đóng vai trò làm chủ ngữ hay tân ngữ? À, chúng ta quan tâm đến vị trí của nó. Ở đây chắc chắn làm chủ ngữ vì đằng sau đã động từ answered. Vâng, và thay thế cho chủ ngữ chỉ người hay là chỉ vật ạ? Receptionist, ok, là danh từ chỉ người. Do vậy chúng ta chọn đáp án là who. Em hiểu không? Ok, tiếp theo nhé. Đó là cô cũng trích trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Câu 16. In the wake of the increasing food poisoning, many consumers have turned to vegetables organically.
Như vậy, chỗ cần phải điền cũng là nội dung liên quan đến mệnh đề quan hệ. Vâng, và cái mệnh đề đó chắc chắn phải bổ nghĩa cho từ vegetables. Động từ thì lại là động từ grow, trồng, trồng cấy. Vậy rau có tự trồng cấy được không? Không, do vậy chắc chắn ở đây phải là một mệnh đề bị động. Nhưng lại không thấy đại từ quan hệ đâu, chỉ có that và which thì ở đấy lại không phải là cấu trúc bị động. Nếu đáp án A thì lại thiếu động từ to be các em ạ. Còn đáp án D thì lại thiếu đại từ quan hệ. Do vậy A và D chúng ta bỏ. Còn đáp án C như cô vừa phân tích, ở đây là thể bị động thì không thể dùng là grows được. Vậy đáp án chắc chắn là baby, grown. Bởi vì nó được rút gọn từ mệnh đề phụ tính ngữ bị động hay là chủ động nhỉ? Bị động, bởi vì từ grown là động từ phân từ hai mà. Bản chất của nó là which are grown organically. Các em hiểu chứ? Chúng ta sang nội dung tiếp theo nhé. Đó là câu được trích từ đề thi năm 2017 các em ạ. The people, sau đó chúng ta hãy điền đại từ quan hệ đi. Live in the village are very friendly. Trong đây ở mệnh đề quan hệ thì đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và thay thế cho the people. Rất đơn giản, chúng ta chọn C, who. Get it? Ok, tiếp theo đó là câu trích trong đề thi năm 2018. Despacito, you know, tên một bài hát rất nổi tiếng đúng không? Mà đã bài hát thì làm sao mà lại tự xem được? Chắc chắn phải là được xem. Cho nên là chúng ta chọn which viewed không được, bởi vì thiếu động từ to be. Nếu is viewed ở đáp án D thì lại thiếu đại từ quan hệ. Nếu đáp án C mà chúng ta dùng động từ phân từ 1 đó, thì nó lại là chủ động. Mà đây là bài hát Despacito đấy, phải được xem. Như vậy là phải ở bị động chứ các em. Vậy thì đáp án chắc chắn sẽ là B. Ở đây cũng là rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động, dùng viewed. Bản chất của nó sẽ là which is the viewed over 4 billion times on YouTube is one of the most favorite song among teenagers worldwide. Em hiểu chưa? Em nhớ chỗ này chúng ta chọn là viewed. Như vậy, cô vừa chia sẻ với các em nội dung kiến thức liên quan đến mệnh đề phụ tính ngữ. Các em nhớ cho cô, mệnh đề phụ chắc chắn không phải là mệnh đề chính. Có hai loại mệnh đề phụ tính ngữ, đó là dùng để xác định và không dùng để xác định. Các em nhớ nội dung về đại từ quan hệ, nhớ ba cách dùng phân từ verb in, động từ phân từ 2 và to verb để rút gọn mệnh đề phụ tính ngữ. Cô hy vọng những nội dung cô chia sẻ trên đây cũng giúp cho các em có hành trang để bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chúc các em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.